nói. Không, nhưng mà anh Tu anh đang biết, chắc là cũng biết chị đang quay livestream rồi. Chị chỉ gọi anh thôi, làm gì anh khó xử đấy. Quá hay luôn, wow. Chúng ta sẽ được nghe giọng anh Toliver. Bây giờ chị phải làm gì anh khó xử ta. Nhưng mà phải mở speaker lên à. Vâng, thế này. Không. Ồ, nhưng mà chị thấy là chị đang quay livestream. Sao đâu mà mọi người gọi quá trời. Vậy hỏi gì đã, từ từ mọi người muốn hỏi gì đã. Chốt câu hỏi đi. Lừa. Lừa hả? Chị làm gì anh khó xử đi, chị biết anh sợ cái gì mà. Hoặc là vay tiền hoặc là cái gì đấy tương tự chẳng hạn. Một điều gì anh khó xử chẳng hạn. Anh lúng túng. Anh không có gì khó xử luôn em. Mời làm MV luôn chị. Chắc chắn là anh sẽ trả lời không. Để anh, suy nghĩ nha. Anh có cái gì khó xử? Chị đây để chị coi, con đang coi, có nhiều khi đang coi không? Không đâu, anh không đang coi cho em nghĩ. Chị sợ anh tôi đi không à? Chị phải suy nghĩ ra đã. Để hỏi câu gì ta? Vay tiền cũng được ạ. Thôi bây giờ đóng chung MV đi nhé. Nhưng mà bật nhạc nhỏ lên đi. Hả? Không hiểu đâu, nghĩ là gì đâu. Ông không hiểu đâu. Anh ơi. Anh ơi. Bây giờ đang có một bên họ muốn làm lại cái bài Katana. Họ muốn quay MV mà dạng như một cái phiên bản khác ấy. Ừ, nhưng mà họ bảo là muốn mời anh với em đóng chung. Ờ, anh không đọc đâu, tính lắm. Thì họ bảo là họ cũng trả cũng nhiều lắm á nha. Thôi, mình đọc đâu mặt mũi mình đang đợi đây. Thế à? Em bảo em sắp có tiền đấy thôi, tiền bản quyền thôi. Tiền bản quyền thôi, trả đi bản. Ờ, tiền đấy thôi, thì anh lấy tiền đấy thôi, anh cũng không có quay đâu. À, thế à, ok. Ờ, nha. Dạ, ok, có gì em gọi anh sau. Em nha. Anh nghiêm túc được không nhỉ? Chị đã nghe bảo rồi. Chị đã bảo rồi là không gọi là như vậy, là bởi vì gọi xong là mọi người sẽ biết là anh ấy rất là nói chuyện rất là kiểu lúc nào khá là cực kỳ nghiêm túc, rất serious.